khát vọng, thái độ, hành động, năng lực, sự chuyên chú. Đó là 5 tiêu chí đặc trưng tạo nên những phẩm chất của những tinh anh trong hệ thống Quado Nama toàn cầu. Năm 1995, một thanh niên xuất thân tại Quảng Châu, Trung Quốc, bằng ý chí và nghị lực không ngừng vươn lên trong cuộc sống, không ngừng tìm kiếm rất nhiều những cơ hội để chinh phục những nấc thang thành công, thầy Trần Hiểu Bân của chúng ta sau khi nắm bắt được Amway, một vũ đài vô cùng tuyệt vời, đã sáng tạo nên những kỳ tích vang dội. Với một khát vọng không chấp nhận sự tầm thường của cuộc sống, không chấp nhận sự an bài của số phận, bằng một thái độ không ngừng học tập, chinh phục những đỉnh cao và một năng lực hành động không ngừng nghỉ, thầy Trần Hiểu Bân của chúng ta chỉ một năm sau khi nắm bắt cơ hội kinh doanh này đã tạo nên rất nhiều những tinh anh trong đội nhóm của mình. Thầy cho rằng chuyên chú tạo nên sức mạnh, năng lực hành động tạo ra kết quả bằng tâm nhìn của mình. Thầy Trần Hiểu Bân của chúng ta đã không ngừng làm gương và từ đó thu hút rất nhiều những tinh anh đến từ mọi ngành nghề. Những kỳ tài bắt đầu xuất hiện, thầy Lâm Bội Trực chỉ trong 18 tháng đã chinh phục nấc thang Diamond, một danh hiệu cao quý của Amway. Toàn quốc một bàn cờ, thiên hạ thuộc về bạn. Đó là tâm nhìn, là sứ mệnh muốn lan tỏa những giá trị tích cực, tràn đầy yêu thương cho rất nhiều những tinh anh trên mọi ngành nghề. Giúp đỡ người khác có khả năng tự giúp chính họ. Bằng sứ mệnh ấy, thầy Trần Hiểu Bân của chúng ta đã không ngừng lan tỏa, không ngừng cho đi và tạo ra hàng trăm, hàng ngàn những tinh anh trong hệ thống của mình. Thầy Lâm Bội Trực, cô Trương Ngọc Lan là những ví dụ điển hình, thầy Nghiêm Quân là những nhân tài và rất nhiều những tinh anh khác. Bản thân họ thông qua vũ đài này, thông qua cơ hội này đã từng bước chinh phục nấc thang đỉnh cao trong sự nghiệp của riêng mình. Thầy Trần Hiểu Bân của chúng ta bằng kinh nghiệm phong phú và tư duy kinh doanh vô cùng nhạy bén đã chỉ ra những phương hướng, những chiến lược vô cùng xác đáng và từ đó giúp cho rất nhiều những con người, từ những người rất bình thường, vốn tưởng chừng không có một cơ hội để thành công trong cuộc sống. Nhưng thông qua vũ đài này, thông qua cơ hội này, bằng sự dẫn dắt tận tình của thầy Trần Bân đã từng bước vươn lên và chinh phục những nấc thang thành công vô cùng đáng ngưỡng mộ. Hình ảnh quý vị đang nhìn thấy đó là buổi họp báo ra mắt hệ thống Quadama, tạo nên một tiếng vang, một kỳ tích vang dội chưa từng có trong lịch sử Amway toàn cầu. Một cá nhân vốn tưởng chừng rất bình thường nhưng bằng cơ hội này đã có thể tự mình sáng lập lên một hệ thống lớn. Độc lập nhưng không cô lập, đó là tinh thần mà thầy Trần Bân của chúng ta luôn không ngừng lan tỏa. Thầy vẫn trên tinh thần của các giá trị tích cực của Quado và Amway, kết hợp với góc nhìn kinh doanh và tư duy nhạy bén về tình hình của kinh tế toàn cầu, thầy Trần Bân của chúng ta luôn nắm bắt thật rõ bản chất của ngành kinh doanh này và từ đó đưa ra những phương hướng, những chiến lược vô cùng chính xác. Nhờ đó, dưới sự dẫn dắt của thầy Trần Bân, hệ thống Quadama đã chiếm 1/10 thị phần toàn Trung Quốc. Bằng kinh nghiệm ấy, năm 2008, khi Việt Nam khai trương, thầy Trần Bân của chúng ta tiếp tục dẫn theo những tinh anh của mình đi khai phá thị trường mới và tiếp tục kế thừa những tinh hoa của kinh nghiệm quốc tế. Thầy Trần Bân đã tiếp tục một lần nữa dẫn dắt tạo ra kỳ tích tại thị trường Việt Nam. Với một khát vọng thành công cháy bỏng, những nhân sĩ Việt Nam, những tinh anh tại thị trường Việt Nam đã không quản đường xá xa xôi, bằng tinh thần và nghị lực vượt qua rất nhiều khó khăn, đến học tập và mở rộng tầm nhìn tại thị trường nước ngoài. Tin tưởng nhìn